Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của mình Thích Tiền Mail VN. Hôm nay mình quay mèo Min, mình có một cái quạt này. Đây là một cái quạt bằng tay. Hôm nay mình sẽ thử. Mèo Min rất là sợ hãi quạt này. Đây thì là cái quạt này mát thôi mà. Nó dựng cả lông lên rồi. Đây là em mèo Min. Hôm nay là một ngày không có mưa. Chúng ta làm cái video này thử phản ứng của mèo Min khi mà ta bật cái quạt này lên nhé. Trời không mưa nên là nó dạ, trời không có nắng nên là ánh không có nhiều ánh sáng lắm. Nhìn hài hước ấy, đây là chỉ là cái quạt thôi mà các bạn. Nhìn khuôn mặt của mèo Min nó chạy vào trong lóc này, lóc các bạn xem video thì thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ channel Kỹ Thuật Mèo VN của mình nhé. Mèo Min không thích cái quạt này. Đây là một cái quạt. Quạt nhỏ thôi mà, đây là một quạt nhỏ để quạt mát thôi mà. Mình định dùng cái quạt này để quạt cho mèo Min nhưng mà có vẻ bé không thích. Bé Min bé không thích cái quạt này các bạn ạ. Có khả năng là cái tiếng kêu của cái quạt này, tiếng kêu của nó không thích. Mình sẽ vào cứu mèo Min ra đây nhé.